tổng hợp những chúa hề ngoài đời thực khiến người xem không nhịn được cười. Chị gái đang ngồi bấm điện thoại thì bất ngờ. Ôi trời ơi! Má ơi, con chuột nó bò thẳng vô trong váy làm chị gái nhảy hip hop dưới sàn. Bà bạn kính quán, gớm quá, mày đi ra ngoài luôn giùm tao một cái. Quể chuột, ủa tôi vô mua váy mà mấy má làm lố dữ vậy trời. Tiếp theo là thanh niên tung cước ghẹo đứa bạn thì trời ơi! Ảnh làm cái đuổi xuống đất, má ơi nó thốn. Đám bạn xung quanh một phen cười bò, mốt bỏ nhà cưng. Còn đây là màn đi dòng số 8 không lối thoát. Anh trai áo trắng vào trước đi, rất tự tin. Anh áo đen theo sau. Hai bên bám đuổi nhau ráo riết, nhưng đến lối ra thì... Ủa, ông chú áo trắng chạy tiếp kìa. Rồi chú làm tiếp một dòng số 8 nữa. Dạ, không có dấu hiệu dừng lại. Dòng số 8 giờ thành dòng vô cực luôn rồi. Ông anh kiểu cứu tôi với. Chắc tôi sống quãng đời còn lại trong này luôn quá. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Tình Bà Phúc Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nhé.